nào và liệu rằng có thể làm được không đến từ đội hình UNC. Rất nhiều đồ dã ra rồi. Phía bên ngoài đội hình UNC vẫn đang có cover dành cho nhau, nhưng trong cái đó vòng bò, ôi tất cả đội tuyển nào mà đã đi đến khu vực quân sự bây giờ lại phải quay trở về khu vực đảo chính. Ôi trời đất ạ, tại sao lại khắc nghiệt như vậy? 60% đập vẫn xịt. Có lẽ là như thế thôi, và đây dâu dây oan bắt được Sapao rồi. Unicorn Cyber Esports trước đó thì họ có một cái khu vực tương đối lý tưởng, nhưng bây giờ thì họ đang gặp khó khi đây là một tình huống giao tranh tầm gần. Ít thì vài chiếc thuyền, nhiều thì vài chiếc trực thăng đã được sử dụng chính xác. Ít là hai chiếc trực thăng rồi. Chúng ta thấy rất nhiều tình huống đã phải buông dù về khu vực đảo quân sự, nhưng bây giờ lấy cái gì ra gì ở đây? Vâng, Tam Tất phải nằm lại với tiếng bắn tốt đến từ vị trí của mèo ú. Bây giờ tiếp tục sẽ là bắn đến từ mèo ú mà thôi. Nào, Tần Vũ đang muốn trả đam. Chúng ta thấy rằng đội hình bên phía team The Expendable họ đang phải say máu đối phương rồi. Một pha di chuyển gắt đến lượt đội hình bên phía team The Expendable sẽ trả đũa trong pha thiếu này. Tạm rất chính xác đến điều Will bắn chỉ bộ mà Dazio phải nằm xuống. Và bây giờ thì hãy cùng xem liệu rằng anh mèo ú có thể làm được hay không đây. Nogang đã để mất người trong pha thiếu này rồi. Một tiếng di chuyển giật bó không thể nào có thể tính toán được. Còn phía này thì anh Vạn tạm thời cũng chưa thấy đội hình bên phía team Cerberus Esports đâu. Vậy là vẫn đang tìm kiếm một cơ hội. Nhưng phía này thôi, bắn tốt quá. Y bao bốc đều đã đem về những điểm kill. Khó thật sự rồi. Gentleman bây giờ chỉ có lại đúng một người mà thôi, và không ai khác đó là vị trí của anh chàng Marcus. Rất khó cho Marcus. Mặc dù Marcus là trong số những người xử lý nó cực kỳ là mượt mà, nhưng vòng bo này lại là khu về khu vực Furry. Chúng ta có thể thấy tất cả gì đổi lại đến đội hình bên phía team Cerberus Esports cùng với Genet Esports, nó chỉ là lượng máu mà thôi. Còn trong khi đó thì khu vực nhà C phía bên kia đội quân sự đã xong rồi. XS đã không còn ai nữa, và đó top 16 thì họ. Đội hình bên phía Genet Esports bây giờ bắt đầu rời đi. Tôi nghĩ rằng phải cần khoảng 5-7 lo nước để có thể bổ sung calo, bởi vì chạy bộ này tốn rất nhiều calo đến từ mấy player đến từ giảm siêu của các bạn. Nổ ra rồi, tiếng có bật nổ ra khu vực chính là cái ngọn đồi sau chạm xăng ở khu vực cầu. Đây rồi, thông lý có mình được một, đó là cái tên của hoàng đế kinh tốc ao được chỉ vào trong tool. Có vẻ như phải tìm họ sẽ bị clear tới nơi rồi. Một pha đi bò và tổn thất đến tận 3 như này thì tôi không hề muốn đổi đầu, và cua xe bắn súng, nhưng mà đối phương thì lại hoàn toàn có lợi thế hơn. Vâng, của hoàng đế mạng tới miệng rồi, nhưng lại đó là dành cho White Soul Easy chứ không phải dành cho vị trí của hoàng đế, nhưng không sao. Còn trong khi đó thì đội hình bên phía team New Hope Esports mới đi cái tên đó là T706. Pha này giảm sức Esports cố gắng ăn trộm dây nhưng không được. Thật sự mà họ đi đầu cầu, họ thấy xe và sẽ tự họ sẽ ăn trộm luôn. Nhưng mà tiếc thay đội hình bên phía team The Expendable họ đã chờ đợi đấy sẵn rồi. Đó là những chiếc xe trước đó đến từ đội hình bên phía team của Dastan Esports. Đấy, Esports, vâng. Thế nên là đội hình bên phía team rằng Esports họ nghĩ rằng mình có thể tận dụng được, nhưng không, làm gì có chuyện đó đâu. Không có gì là free cả. Không có gì chơi dây xuống hết, chính xác. Còn đây cục ngoài bò thì làm sao đây? Artist đang bị quay bởi Cerberus. Bắn sau lưng. Vâng, và đó là tình huống mà vị trí quay trở Artist đang phải nằm xuống ngoài Saki rồi. Nhưng trước đó thì tôi chỉ không nhầm đã đốc ao được một người, và không biết rằng bên phía Cerberus vẫn giữ cho mình được đầy đủ 4 người không đầy. Như vậy còn nguyên 4 player, Long Ca nằm xuống rồi. Và liên tục những ông lớn đã phải rời bỏ cuộc chơi, đó chính là New Hope Esports. Một vòng bo này không hề dễ dàng một chút nào cả. Đây là vòng bo thu ra khu vực ngoài đông. Đã system rồi, khu vực nhà họ rất đẹp. Pha này ui đã có tiếng bắn vào mồm, nhưng 3T tiếp tục bắn với theo với khẩu AUG của mình. Đã hết đạn, ui thống lê. Không có bằng, không có bằng rồi. Đầu tiên Dash của Esports, sau đó giảm siêu Esports đến bây giờ thôi. Marcus nằm phía bên ngoài này cũng đâu phải là một sự lựa chọn hợp lý đâu. Điểm kill rất đơn giản đến từ chú hoàng ép, chết góc ký. Và sau đó thì Vinh Duy cũng ra đi luôn. Gentleman dừng lại với top 12. Bị tận 2 player kèm vào như vậy thì nhừ luôn. Tài con với cả NGE đây rồi, tài của tôi. Một máu ạ. Vâng, nhưng mà Hibat vẫn còn sống cơ, còn tài còn tận cho mình 3 quả nết liền. Cùng với đó tài đã có cho mình khẩu AUG, một trong số những vũ khí làm nên thương hiệu của tài, và kiểu ống ngắm 3x nữa. Đây rồi, đây là sắp diễn của tài, và tài đang muốn đẩy lên. Tài thấy địch rồi, hai sai kia này có bạn cho bạn tài, và tài xấy vào đó là quả nết đến tài con. Một sâu diễn của tài con, và nạn nhân lại là NGE sẽ có thêm cho mình những quả nết trả ra đến từ tài. Và đó là quả nết đúng quần, double kill dành cho tài con, và nó sẽ là triple kill dành cho tài thôi. Tài ăn flash nhưng không sao cả, tài vẫn thấy địch, và đó là một tình huống mà tài con clear đi toàn bộ các thành viên phía của team NGE. 4 điểm kill đem về đến tài con sau những trận thi đấu trước đó. Tài con không đem về bất cứ điểm kill nào cả. Thì em Tài đã lên tiếng ở trong game từ cuối cùng này rồi. Vâng, vậy là tất cả mọi nỗ lực của Tài con, những thứ bắn vào mồm đến từ đối phương. Và liệu rằng đội hình bên phía team Genus Esports có ổn hay không đây? Còn The Expendable họ sẽ cố gắng sinh tồn với 3 tuyển thủ mà thôi. Pha này là một tình huống cộng nhau giữa đội hình bên phía team Garden Angel cùng Rational Esports. Một đấu một giữa Tuấn Bé cùng đó Eagle First.
Vâng, Ego làm được gì hay không? Ăn flash choáng rồi. Ego có vẻ như Tuấn Bé đã nghe ra những tiếng động mà Ego tạo ra với những bước chạy nó tương đối to. Vâng, hơi sợ, hơi hoảng loạn và Ego nằm xuống. Đó là vị trí thứ 9 gọi tên Garden Angel. Còn ở khu vực sườn đồi, ta đang rất mong chờ vào một tình huống combat đổ ra giữa Unicorn Cyber Esports cùng với đó là Cerberus, khi mà hiện tại Tài đang bắn rất bay. Và liệu rằng Năng Khoa có nhận ra được đó hay không đây? Một hợp tính vô cùng mới của phây thiếu thứ 5. Nhưng có vẻ như phía bên này thì mọi thứ đang diễn ra cực kỳ là khó đoán. Một tiếng công nhau giữa UNC cùng với đó là Seth, và ngay lập tức 3 tên là người nước ngoài của Hải Saki. Vẫn đang có rất nhiều smoke trả ra. Và đó điểm kêu đến từ vị trí của 3T rồi. Nhưng ngay lập tức sau đó thì hãy cùng xem nào. Đức Mỹ vẫn đang cố gắng lấp nhà. Detroit nó vào vị trí của Tài, còn Detroit nó vào thêm cả Đức Mỹ nữa. Khó rồi. Và chỉ có đó là Himat mà thôi. Vòng bộ đã tới. Himat 1 đấu ai vào thì đấu này. Vâng, một tình huống bắt Tài còn không hề biết trong quả smoke lại có cái tên Detroit. Và Detroit đã xóa sổ hoàn toàn cái tên đó là Cerberus. Bây giờ chỉ còn mỗi mình vị trí quay trang 3T thôi. 3T sẽ sửa kiểu gì đây? Tạm thất đã bị bắn yếu rồi, sẽ cần một nhịp lùi lại. Và rõ ràng với cái thế đứng này thì bên phía của Dispendable đoàn tuyển có lợi rất nhiều so với cả 3T, khi 3T đang out ball. Và bên phía Dispendable đang ở trong ball, đặc biệt là khi đây là một tình 3v1. Còn ngược lại ở khu nhà, ở khu vực Ferry thì Jun vừa rồi đã có cho mình cái mạng của anh chàng Stan. Một khẩu ốp rất quý giá được lút đến từ Jun. Và phía này thì thôi, check rất kỹ rồi, Hoàng F có được điểm kill này. 6 kill đem về đến bên phía Đăng Khoa Gaming. Và bây giờ phía bên dưới vẫn đang có rất nhiều tên chờ đợi họ, sát thương cực kỳ nhiều. Ui, ôi, bóc sấy chớ, AT sấy cũng chớ không kém. Không thể nào đâu vì chỉ có anh chàng bóc trong pha thiếu vừa rồi. Và nếu pha thiếu đó có từ lúc nào chắc chắn đội hình thì cũng chỉ còn lại một tên beat. Một tiếng móc sau lưng đến từ Tuấn Bé. Nhưng Tuấn Bé ơi, sát thương vòng bóng này là quá đau, không có cơ hội để confirm điểm kill. Nhưng trông có vẻ như Đăng Khoa Gaming cũng chỉ còn lại AT thôi em ơi. Vác được đội mình lên mà cứu được. Còn bên này thì sao, đây Tam Thất bị đốc ảo rồi. Chỉ còn đó là tên Đức Yếu rồi, với cả người đồng bạn của anh ấy đó là cái tên Đèo Quên. 3T vẫn còn sống. Một cái thế 1v3 đến từ vị trí của trang 3T. Và 3T làm được hay không đây? Đèo Quên là một trong số những player tay rất to. Và hiện tại thì Dispendable đang có cho mình tận 10 kill rồi. Còn đối với bộ đội hình bên phía team TE cùng với cả player cuối cùng của Unicorn Cyber đều đã bị outboard pha thiếu này. Và vừa nói xong tôi, TE cũng mất đến tận 2 người đến từ pha bắn của bên phía team Casis Team. Ui, Serti vẫn đang uống nước các thứ, cẩn thận. Ui, quay lại chổng mông vào mặt khán giả này không được rồi. Đây rồi kêu gọi tên 3T. Cố gắng, nhanh. Không được rồi. Serti vẫn sống khỏe các bạn ơi. Và Z sẽ là cứu lại Serti thôi. Thời gian là thừa, bộ đội bên phía team Genus Esports. Vậy là cuối cùng đó là điểm kill thứ 4 đến từ đội hình bên phía team Genus Esports trong pha thiếu vừa rồi. Lượng đạn quá ít, nó khiến cho 3T bắt buộc phải nắn non pha bắn vừa rồi. Nó không giúp cho anh ấy có thể đem về điểm kill của Serti. Một quả rất khó chịu. Và tiếp tục sẽ là quả thứ 2 và thứ 3 nữa cơ. Tiếp tục là quả thi đấu. Ui, xong hết, rồi. Hết. Bye Jun. Happy birthday to Jun. Giờ lại tiếp tục happy birthday. Quẩy xà ba, happy birthday. Đúng rồi, quả đen đúng chữ rồi. Vâng, chúng ta để thấy những món quà sinh nhật đến từ Genius dành cho bên phía các thành viên của Da System.